Thưa quý vị, còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng cao. Dự báo đây cũng là khoảng thời gian các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, nhất là các loại hàng hóa phục vụ Tết diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi. Trên 7.500 lon sữa bột thành phẩm các loại, 200 kiện hàng chứa vỏ lon sữa nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, khoảng 150.000 vỏ lon cùng nhiều thiết bị sản xuất có giá trị ước tính khoảng 14,5 tỷ đồng. Đó là tang vật trong vụ sản xuất mua bán hàng gian hàng giả do Vũ Thành Công, sinh năm 1988, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh chủ mưu, hoạt động tại nhiều địa điểm tại Bình Dương. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, khoảng một tháng, Công thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất một lần. Chỉ tính từ ngày 24 tháng 11 năm 2023 đến nay, đối tượng này đã hưởng lợi số tiền khoảng 3 tỷ đồng từ sản xuất mua bán sữa giả. Cái điều đáng nói hơn là sản lượng của nó là quá lớn. Vì theo ước tính một ngày, nếu mà chúng tôi phong phỏng một ngày, nó cũng mang sản xuất với từ 5 xe tải một ngày. Thì sản xuất tới đâu là chở đi tới đó. Vào dịp cận Tết, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lại tiếp tục diễn biến phức tạp cả về quy mô và mức độ. Nhiều đối tượng kinh doanh lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường. Các đối tượng lợi dụng sơ hở trong công tác hải quan, các đối tượng móc nối, câu kết với cán bộ hải quan thoái hóa biến chất để nhập hàng lậu vào Việt Nam thông qua các cửa khẩu quốc tế như là cảng hàng không Tân Sơn Nhất, các cảng đường thủy như Cái Mép, Cát Lái. Thủ đoạn thứ hai là vận chuyển hàng hóa nhập lậu thông qua các tuyến đường trọng điểm, ví dụ như ở địa bàn chúng ta có tuyến đường sắt Bắc Nam từ ga Đồng Đăng, Lạng Sơn trung chuyển về Giáp Bát, Hà Nội để vận chuyển vào sóng thần Bình Dương chúng ta. Theo kế hoạch, ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, đo lường, chất lượng, hành vi vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại điện tử trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng này cũng tăng cường kiểm tra hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng hóa quá hạn dùng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc và các điểm tổ chức bán hàng bình ổn giá tại các xã vùng nông thôn, vùng xa của tỉnh.